À, đã trở lại với channel của mình là Phốt Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ test cây nhắm AI cho các bạn. Thì cây này biết khó bắn không? Cho mình biết bắn snipe lắm. Nó thẳng ra là bắn snipe như cạc cây, cây. Như cạc luôn. Rồi, hôm nay mình sẽ xem mình thể hiện này. Ui, 73 máu này. Đâu rồi cưng? Cái này thì về tốc độ bắn hay bằng lốt à, cái này có này. Ủa, lên cận chiến mày ngay. Ôi thằng này nó bắn nhanh đấy nhỉ. Cầu A có này. Mày không bắn mà lo đi cận chiến này. Rồi bị móc lớp nó hồi sinh ngay sau lưng mình luôn. Về tốc độ bắn thì còn đéo cây nào bằng cái này nữa đâu. Má cây này, cái tờ nếp này thì công nhận là nó vãi thiệt đó. Vỗ tay. Hay lắm. Hay lắm, DM. À có luôn, A2 luôn. Thằng level 11 đây nè em ơi. Đây nè em ơi. Đục thùng luôn. Ơi giết 10 mày chết 8 mẹ nó rồi. Mày này. Cây này có skill mát nữa cơ các bạn. Nhưng mà mình lỡ mình đem cái skill mát rank rồi. Nên mình cái gì rõ rồi. Mà biến nó ra đó. Rồi hết giờ luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Rồi các bạn nhớ like, share, subscribe để ủng hộ cho channel của mình nha các bạn.